2023, nằm với những điểm sáng kinh tế nổi bật, nhiều doanh nghiệp bắt đầu chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến với mục tiêu cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng cao. Là một đơn vị uy tín với hai thương hiệu chăm sóc sức khỏe sinh lý nam, nữ là Men Plus và Melissa, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc đã khép lại năm 2023 với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, giải thưởng top 10 thương hiệu vàng chất lượng quốc tế năm 2023 mà doanh nghiệp này đã nhận được trong năm qua đã phần nào khẳng định chất lượng mà Men Plus và Melissa đang mang đến cho khách hàng. Các sản phẩm mang thương hiệu Men Plus và Melissa của Bảo Ngọc là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu của đội ngũ ban lãnh đạo công ty và các chuyên gia đầu ngành. Sau khi ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại cũng như nguồn dược liệu quý đã tạo ra chất lượng tinh túy có trong từng sản phẩm. Với chất lượng vượt trội, chắc chắn rằng trong thời gian tới, Bảo Ngọc sẽ còn đem đến nhiều giá trị đẹp hơn nữa cho cộng đồng. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc xin gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng, quý đối tác đã tin tưởng và đồng hành với chúng tôi trong suốt năm qua. Với phương châm khách hàng là người thân, các dòng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc đã nhận được sự tin tưởng vô cùng lớn từ quý khách hàng, quý đối tác trong lẫn ngoài nước. Đó cũng chính là nguồn động lực để tôi cùng toàn thể công ty không ngừng nâng cấp và cho ra đời thêm nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa trong tương lai. Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc tất cả quý khách hàng, quý đối tác, khán giả đang xem đài một năm mới vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng.